Rồi hello, em chào tất cả mọi người ha. Thì bên em là điện thoại Samsung hàng sát tay ha mọi người. Điện thoại em nằm bên góc phải màn hình, có link Facebook địa chỉ với phần mô tả ha. Người cần thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em ha mọi người. Còn mọi người mua hàng thì được kiểm tra test thoải mái trước khi nhận hàng ha. Bên em có nhận ship code toàn quốc. Hiện nay có giờ được ít máy qua cho mọi người xem ha. Trước tiên quay lại cây S20 Ultra 5G mọi người. S20 Ultra 5G. S20 Ultra mọi người, S20 Ultra của bản Việt Nam ha. Cây này thì được hai sim, pin thì sẽ là 4.000, à pin là 5.000 mọi người. Cái này thì em bữa em bán rồi nhưng mà khách đổi là cây Note 20 rồi nha mọi người. Đây, pin thì sẽ là 5.000 ha, màn 6.9 inch, độ phân giải là 2K cộng, màn hình thì tần số quét là 120Hz nha mọi người. Đây, nói chung tần số quét rất là cao ha. Cây này thì bán Việt Nam, chiếc chip là Exynos ha mọi người. Đây, RAM 12 128 GB ha. Nói chung cây này pin châu, cấu hình mạnh nha mọi người, ngoại hình cũng khá là đẹp ha, nói chung còn được thôi chứ không đẹp nha mọi người, nó cũng nhâm nhẹ kiểu đeo ốp ha. Đây em quay cận cho mọi người coi nè, đó thì cây này giá máy là 7.300.000 ha mọi người. Rồi tiếp lên cây 4.800.000 S20 FE ha, còn hai cây bữa giờ quay nè mọi người. S20 FE cây này thì sẽ là gam gam 6 thôi mọi người, gam 6 nhưng mà cấu hình cũng khá mạnh ha. Gam 6 128GB, màn tần số quét 120Hz nè, chiếc thì Snapdragon là 865 5G ha. Pin thì sẽ là 4300. Màn hình 6.5 6.6 gì mọi người. Độ phân giải là Full HD cộng ha. Cây này thì giá bán là 4.800.000. Nói chung máy này cũng khá ok em người, xài nói chung rất là ngon ha. Mọi người thích bền thì xài dòng này nó bền hơn là dòng S, dòng Note bằng công á mọi người, chứ S bằng công ha. Đây em có hai màu ha. Cái này cấu hình rất là ngon luôn mà em không biết sao bán lại chậm mọi người. Rồi, tiếp lên cây Note 10 LED nha mọi người. 10 LED. Màn đốm bên hông này. Đó, thì màn đốm em bao mọi người test 7 ngày, bảo hành phần cứng với không lan 45 ngày ha. 45 ngày lan đổi mọi người cái khác ha. Note 10 thì sẽ là gam gam 12 mọi người, gam 12 256GB bản hàng ha. Em quên nó, mấy cái này một sim nha mọi người, không lên hai sim được ha. Có cái này là một sim luôn nhưng mà lên được hai sim ha. Đây, email là 6550 ha mọi người. Pin 4300, màn 6.8 inch, độ phân giải là 2K cộng. Có bút S Pen ghi viết không hỗ trợ chụp hình nha mọi người, tại vì dòng màn đốm là em bán bút không có chụp hình ha. Cái này giá em bán là 4.600.000 ha mọi người. Màn đốm nhỏ nè. Cái đốm này mình chỉnh cái thanh này lên đây gần che mất luôn mọi người. Nói chung cũng khá nhỏ ha. Ngoại hình nói chung cũng còn được thôi nha mọi người, chứ nó không có đẹp nha. Cái này hai lưng rồi, lưng zin không có may mọi người. Em bán 4.600.000 ha. Rồi tiếp lên Note 9 màn đẹp mọi người. Note 9 màn đẹp. Bữa có anh trai nào hỏi màu trắng thì nay em có về màu trắng mọi người. Đó, cây này ngoại hình gần như là đẹp ken luôn. Nó có nhâm nhẹ không mọi người. Đó. Còn lại gần như đẹp ken ha, lưng thay rồi, lưng zin không có may. Note 9 thì sẽ là gam 6 mọi người, gam 6 128GB ha. Đây, gam 6 128GB. Pin thì sẽ là 4000. Email cây này là 4743 ha mọi người, 4743. Pin 4000, màn 6.4 inch, độ phân giải là 2K cộng ha. Có bút S Pen ghi viết chụp hình được luôn nha mọi người. Đó. Dòng Note 9 này quay phim chụp hình rất là đẹp ha. Cam đồ rất là đẹp luôn. Đây mọi người, rất là nét luôn. Đó, thì cái này em bán giá là 4 triệu nha mọi người. Thì giá của em là bao gồm kèm sạc ốp dán màn hình cho mọi người rồi ha. Thì đó là giá máy thôi mọi người. Cái này là giá máy thôi, còn sạc ốp dán màn hình là em tặng thêm nha mọi người. Đó. Rồi tiếp lên cây này cũng 4 triệu luôn ha mọi người. Màn hình nè mọi người. Cái này màn hình thì nó ken hơn rồi. Có cái bút là xước thôi mọi người. Cái bút tại vì em gắn cho đúng màu, bút này hơi xấu nè. Đó, nó xước ha. Màn thì có xước lông mèo nhẹ đây xíu nè. Đấy. Nói chung là nhẹ thôi nha mọi người, chứ không phải là sâu đâu ha. Cái nào sâu thì em báo sâu.
Nó chính thì đa số cấu hình giống nhau thôi mọi người, lâu lâu mới được cây bản dung lượng cao thôi ha. Đây cây này thì cũng RAM 6 128GB luôn, pin 4000, email là 4661 ha mọi người, 4661 ha, pin 4000 màn 6.4 inch được giải 2K cộng ha. Cây này giá em bán cũng là 4 triệu luôn ha mọi người. Rồi tiếp lên cây này luôn, cây này thì cũng 4 triệu luôn mọi người, ngoại hình nè mọi người. Thì bây giờ em quay ngoại hình mấy cây sau thôi ha mọi người, tại vì cấu hình thì nó giống nhau thôi. Đây ngoại hình nói chung tương đối là khá là đẹp nha mọi người, 4 triệu ha. À em quên nữa, mốt anh chị em mình có mua máy á thì chắc em phải nhắc chung mỗi video luôn á, thì mình mua máy á, hàng tới mình kiểm tra giùm em ha, tại vì nếu mà nhận xong á mà không kiểm tra đem về nhà là kiểm ra hàng bị cháo là em không có chịu trách nhiệm nha mọi người. Tại vì hôm qua em mới bị cháo một cái máy, thì anh khách này anh chuyển full tiền cho em rồi, nhưng mà tới á thì anh nhận máy anh không có kiểm tra, về nhà anh mới kiểm tra anh quay video lại, thì ở trong là cái máy khác rồi mọi người, đó bị đổi hàng rồi. Thì cái phần đó là, lần này thì em chịu trách nhiệm thôi, nhưng mà em nói em cũng có nói trước với anh chị là lần sau á mua hàng bên em á thì làm ơn kiểm tra giùm em trước ha. Đó, mình kiểm tra test giùm em thoải mái đi rồi mình nhận hàng ha. Tại vì nhiều khi mình bận thì mình nhờ ai á, thì mình mở ra mình kiểm tra hoặc là gọi video cho người nhà nhận giùm á, thì mình gọi video mình coi máy giùm em cái ha. Chứ để nhiều khi nhận về rồi á, em ra bưu cục em báo á, thì ở bên bưu cục người ta nói á là nhận về rồi. Nhiều khi á cái keo của em quấn á, khách nhận lột ra cắt lực bằng lưỡi lam mọi người. Lấy hàng ra đổi xong rồi quấn lưỡi lam lại quấn băng keo lại quay clip vẫn được. Còn bên giao hàng á thì bên khách á thì nói có thể là bị bên giao hàng cháo hàng mọi người. Đó bởi vậy á cũng khó cho em lắm, em đứng chính giữa nó em cũng không có biết bên nào hết á. Bởi vì mọi người mua hàng nhớ kiểm tra giùm em ha. Rồi em cảm ơn mọi người ha. Rồi tiếp lên cây này mọi người. Cây này cũng là màn đẹp luôn ha. Cây này ngoại hình nó xấu nè mọi người. Thì hôm bữa em mất. Đây cây này thì bút màu đen ha mọi người. Bút màu đen với ngoại hình hơi xấu nè, cái này em bán chỉ có 3.8 ha. Mà bút đen vẫn chụp hình được nha mọi người. Đây, lưng thay rồi, lưng không có email ha. Thì em bữa em mất cái cây đó thì cũng 2 triệu mấy thôi mọi người. Đó thì cây đó là em cây A32 bữa em thanh lý á, em bán vừa vốn mà còn bị mất hàng nữa. Đó nên mọi người mua hàng nhớ kiểm tra giùm em ha. Nhiều khi nếu mà bị cháo máy trong cái lúc mà vận chuyển á thì em dễ nói chuyện với bên kia. Bây giờ mình nhận về rồi á thì bên kia nó cũng không có cái giải quyết cho em nữa, thì tiền đó bây giờ á khách nhận về rồi á mọi người mà mất hàng, cái đó đúng ra là khách nhận khách không kiểm tra là em không có chịu trách nhiệm, nhưng mà lỡ rồi mọi người thì thôi em chịu cái lần này, thì em cũng có nhắn với mọi người vậy ha. Rồi tiếp cây này cũng màn đẹp luôn mọi người, cây này thì em bán là 4 triệu luôn ha. Đây cây này nó có cấn nhẹ đây xíu nha mọi người. Đó. Đây email cái này là 0218 nha mọi người, 0218 ha. Giá bán là 4 triệu ha mọi người. Rồi tiếp lên cây, còn cây màu nâu nữa, nó chín này gần đủ màu luôn mọi người, màn đẹp. Ê, còn cây nó chín màn đẹp màu đen nữa. Em đưa giùm cây nó chín màn đẹp màu đen qua anh quay. Đây tiếp lên cây này mọi người, nay về máy trễ quá em quay chứ em không có cắt video gì, em đăng luôn. Cái này email là 2256 nha mọi người. Đây 2256 ha, màn đẹp luôn. Cái này ngoại hình thì nó có hơi phẩy xíu, nhưng mà bây giờ màn đẹp, giá 4 triệu là em nói mọi người là cũng tương đối là rẻ rồi đó. Có nhiều chỗ em đi lấy máy người ta chào em màn đẹp nó chính mà 4x mọi người, 4x là 4 triệu mấy á mọi người. Còn em lấy quen á thì em lấy chỗ khác thì nó được 3x thì mới có lời thôi. Mà 3x là cũng cao lắm mọi người, chứ 37, 38, 3 chỗ 36, 36 thì mình lời được xíu. Còn nhiều chỗ nó 37 thì em bán anh 4 triệu mọi người biết rồi đó. Tại 200 ngàn cây, trừ phụ kiện của em ra nữa là có 200 thôi. Đó, tại vì em bán giá cũng bình dân lắm mọi người. Rồi, cây này em bán cũng 4 triệu không rồi. Thì may là 2256 ha. Nó 9 giờ nói chung rẻ thì không có là mọi người. Tại vì người ta giao sỉ là toàn 4 triệu không à. Em bán lẻ là 4 triệu rồi. Rồi tiếp lên cây màu đen ha, màu đen thì cũng màn đẹp luôn mọi người. Chỉnh tiếng Việt lại chứ.
Đây nhiều khi em bán cái máy đa số là lời 1 200 hai 300 thôi chứ em không có lời nhiều như người ta, bởi vì giờ mất cái máy 2 3 triệu thì cũng hơi sót người. Đây cái này thì cũng RAM 6 128 GB thôi ha mọi người. Đây email là 2352 ha. Cái này lưng thay rồi, lưng zin không có học không không lưng bốc máy á mọi người, lưng bốc máy khác quá ha. Ngoại hình cũng khá là đẹp nè, tương đối thôi, nó có chạy cứng nhẹ đây xíu mọi người. Đó, em quay cận cho mọi người coi ha, màu đen. Cái này giá em bán cũng là 4 triệu ha mọi người. Đó nó chính thì đủ màu rồi mọi người, thiếu cái màu xanh thôi, màu xanh thì màn đẹp hơi hiếm. Rồi tiếp lên cây này, cái này thì màn nói chung là cũng gần cận đẹp mọi người. Đây nó có ám rất là nhẹ luôn, cái nhẹ ha, thì cái này em bán em lấy là 3 triệu tư. Rồi giờ em bán lại là 3 triệu 5 cho mọi người xài luôn ha. Cái này thì ngoại hình nói chung là ngoại hình không có gì chê mọi người, chỉ có hai lưng gồi thôi, chúng ta hay xước xíu nè, hai lưng gồi ha, còn cái sườn của nó thì còn còn siêu luôn mọi người, còn siêu luôn nè, đó rất là mới luôn, bút cũng rất là mới luôn. Thì cái này em bán giá lại là 3 triệu 500 ngàn ha. Cấu hình thì giống nhau thì em báo một lần hai lần ở trên thôi ha mọi người, tại vì nó cũng tương đối giống nhau thôi. Email là 6502 ha mọi người, nó chính màu nâu, màu này nhiều lúc nó hot lắm mọi người, nó như màu đồng. Rồi tiêm lên cây này cũng 3 triệu, cây này 3 triệu 100 ngàn mọi người, 3 triệu 100 ngàn. Thì cái cây sim nó sẽ là màu đen ha, bút màu đen, tại vì cái này không có đúng màu nha. Ngoại hình nè mọi người, đó, nói chung là khá ok ha, lên thay rồi, không có may. Tình trạng cái này là màn cũng ám nhẹ thôi mọi người, đây nhìn còn khá ok ha. Thì cái này em bán giá là 3 triệu 100 ngàn, mọi người cần thì nhắn em ha. Rồi tiếp lên cây này cũng ấy luôn mọi người, cây này cũng 3 triệu 1 luôn. Cây này thì tình trạng là có ám rất là nhẹ với có lưu ảnh mở đây xíu mọi người. Đó em quay cận cho mọi người coi ha, mọi người nhìn ngay tay em thấy có lưu ảnh mở xíu ha. À, thì cái này cũng cấu hình giống vậy luôn mọi người, RAM 6 128 GB, pin thì sẽ là 4000, màn 6.4 inch ha, độ phân giải là 2K+, có hỗ trợ loa kép, bút S Pen ghi giấy chụp hình được ha mọi người. Đây email là 3365 ha, giá em bán là 3 triệu 100 ngàn, bao gồm tặng sạc ốp dán màn hình cho mọi người luôn ha. Rồi tiếp có cây này rẻ nè mọi người, cây này đấm kim mà giá có 2 triệu mấy thôi. Đây tình trạng là đấm kim nhỏ đây mọi người, mọi người thấy nhỏ không? Đó đấm kim nhỏ thôi, thì cây này em bán giá có 2 triệu 900 ngàn thôi mọi người, 2 triệu 900 ngàn. Bình thường đấm kim vậy là nó phải 3 triệu 2, 3 triệu 3 trở lên mọi người, đó là 3 triệu 3 á, mà cây này em bán 2 triệu 9 thì nó có nguyên nhân nha mọi người. Thì cái này mình bút thì chỉ nhét vô thôi chứ không xài bút được, nó bị hơi cảm ứng bút mọi người, không có cảm ứng bút ha, em ghi thử cho mọi người xem. Đó nó không cảm ứng bút, thì nói chung bút thì mình chỉ để vô vậy thôi cho nó bít lỗ thôi, mình xài thôi mọi người. Xài cảm ứng tay thì bình thường hết, không có ảnh hưởng gì hết ha mọi người. Đó, nói chung là không xài cảm ứng bút thôi. Thì cái này ai xài dòng Note qua rồi mà ít xài bút á thì lấy cái này nó ngon mọi người. Chấm rất là nhỏ luôn, không có ám ố gì hết ha. Cái này giá bán là 2 triệu 900 ngàn, chấm kim nhỏ ha mọi người. Nói chung cây này cũng khá ngon. Như em nếu mà gặp em xài á thì em lấy cái này, tại chứ em không lấy cái này nha mọi người. Tại vì á em xài em không có thẻ bút mọi người. Đó, nên nó rẻ được xíu. Đây ngoại hình cũng còn tương đối là đẹp không mọi người, lưng thay rồi, lưng zin của bản Mỹ này có cứng nhẹ xíu rồi mọi người. Đó mọi người lấy em gắn bút màu hồng cho mọi người luôn ha, cái này giá em bán là 2 triệu 900 ngàn, nó chín đấm, mọi người lấy thì nhắn em. Rồi tiếp lên S10e ha, S10e sao đợt này chậm mọi người. S10e em còn một cây màn đẹp đó mọi người, mà hết pin rồi chắc đang sạc. Thì cái cây này màn tình trạng là màn ám rất là nhẹ nha mọi người, em quay cận cho mình coi nè. Đó mọi người thấy cái lặng nó hơi xanh xanh không, nó ám nhẹ thôi. Nói chung màn như màn đẹp không khác gì đâu mọi người, tại vì cây này khách qua coi với máy khác nhưng mà có coi thử cây này qua rồi thì nói chung là khách nói như màn đẹp mọi người.
mà em dựng báo ha, có ấm nhẹ đây, màn hình cái này xấu, tình trạng cũng có hai lưng rồi ha. Thì cái này giá em bán là 2.900.000 đến 10e ha mọi người. Đến 10e thì sẽ là ram 6 128 GB, pin thì sẽ có 3100 không người, nhưng mà nó cũng khá là trâu quá ha mọi người. Đó, màn 5.8 inch, độ phân giải 2K+, có hỗ trợ loa kép ha. Cái này giá em bán 2.900.000. Rồi tiếp lên cái màn đẹp sườn xấu nè mọi người. Đó mọi người nhìn sườn nè, sườn thấy ghê luôn. Đó, thì cái này em bán giá là 3.200.000 mọi người. Nếu mà sườn nó đẹp thì có thể bán 34. Đó thì em có tặng ốp sạc dán màn hình cho mọi người luôn ha. Nói chung về mình chỉ sử dụng thôi. Nè mọi người. Đó. Này em nghe lên 2 sim được không mọi người? Cái này giá em bán là 3.200.000. Email là 2924 nha mọi người. Cái này nó hơi dơ, cứ làm để sạc bốc hoài nó có dừng tay mọi người. Đây, lao lên cho mọi người coi thử ha. Chứ nhiều anh em nói máy cũ lao chi lao hoài, thì mình lao cho nó sạch cho mọi người chứ đâu phải lao cho nó mới đâu. Đây như chẳng hạn như bốc hoài dính trên tay thì lao lại cho sạch vậy mọi người. Rồi tiếp lên cây màu trắng ha mọi người. Cây này email 2579. Cây này thì mà giá bán cũng 3 triệu luôn mọi người. Ngoại hình này, ngoại hình thì tương đối là ok ha. Cây trắng này thì ngoại hình tương đối ok, đừng có hai rồi tiên zin mà không có đúng email nha mọi người. Đây 10E ha, tình trạng cái này cũng ấm rất là nhẹ luôn nha mọi người. Đây mọi người nhìn nó lật rất là nhẹ luôn, nó như cận đẹp rồi mọi người. Đó thì cái này em bán giá là 3 triệu không mọi người, cái 10E ha. Rồi tiếp lên cây F8 hành lý. Cây này thì hôm qua em kia mới thu của anh trai kia, anh đổi máy của em, nhưng mà thu ở xa mọi người hơi khó. Thật ra cây này thì chắc thu không tới giá này đâu, nếu mà thu giá này thì em bán giùm rồi, nhưng mà hơi lỡ rồi thôi em bán giùm luôn, bán giùm nữa mọi người. Thì cái cây này tình trạng là gì nè mọi người, người thấy nó ám hơi vàng vàng không, với có lưu ảnh nè, đó có lưu ảnh trên đây xíu. Thì cái này mình xài nền đen không người, giờ xài nền đen thì nó ok ha. Thì cái này bản Mỹ, chip snap là 835, cũng khá ok ha mọi người. Pin 3000, ram thì sẽ là ram 4 64 GB ha, ram 4 64 GB, pin 3000, màn 5.8 inch, độ phân giải này cũng 2K+ luôn, chưa hỗ trợ loa kép không người. Thì cái cây này em bán thanh lý lại giùm ảnh là 1.500.000. Tại vì cái này em bữa không biết nó nặng nhẹ sao mọi người, quay quá video thì nó khó thấy quá, thì em mới thu ảnh 1.400.000. Em tưởng đâu nó chỉ lưu ảnh nhẹ thôi, mà tới nó không nhẹ mọi người, nó cũng nhiều với nó không nhẹ. Đây quay cho mọi người coi ha. Đó thì bây giờ em bán là 1.500.000 mọi người, tại vì em kèm bộ sạc của em nữa với ốp nữa, chứ giờ em thu 1.400.000 mà em bán là 1.400.000 thì em lại lỗ nữa mọi người. Rồi em tám ăn Mỹ 1.500.000 không người. Rồi tiếp lên còn cái F8 em lên luôn đi. Cái này thì màn đẹp, màn đẹp màu đen không người, có 6 đây nè. F8 thì em còn mỗi cái này thôi, có nứt lưng tí, 2.200.000. Email là 2447 không người, 2447, ram 464 GB, pin 3000, màn 5.8 inch, độ phân giải 2K+ ha. Thì cái này mọi người lấy hai lưng thì em tính 2.3 nha, còn để về máy tính 2.2 không người. Nói chung màn đẹp là được mọi người, cái lưng thì mọi người cần đẹp luôn thì bỏ 100.000 ra em thay cho mọi người luôn ha. Đó rồi tiếp có cái iPhone 6 mọi người, iPhone 6s 6s 64 GB, pin thì mới thay mọi người. Cái này em mới thu mà giờ ấy lại mọi người, tình trạng của nó là ở đây mọi người nhìn em nè, thấy có cái đằng đen không. Cái này mình mở nền trắng không thấy nha mọi người. Cái này em giờ em cũng mới thấy luôn chứ hôm qua giờ em không thấy mọi người. Đây thì hình như cái cây này là nó có ép kính rồi hay sao mọi người. Đây hình như có ép kính rồi á. Thì cái này em còn full riêng tay rồi này kia, reset dòng 2 bình thường nha mọi người. Tại vì em cũng không có gần iPhone lắm. Thì cái này là 6S 64 GB mã Mỹ. Đó còn full xài bình thường. Thì cái màn nó có lặn đây mọi người, kiểu như ám á mọi người, nhưng mà bấm lên nền trắng thì không thấy nha.
đó, mà cái nền màu thì thấy nè đó, thì cái này em thanh lý là 1,3 triệu thôi mọi người. Sau S64G nói chung xài bình thường em đã test qua rồi đó, 1,3 triệu. Thì cái này em không có tặng sạc ốp với màn hình gì em người, tại vì em không có bán iPhone nên em không có phụ kiện đó ha. Đó em bán 1,3 triệu mấy trần không người, iPhone 6s 64G chân tay xài bình thường ha. Rồi tiếp lên còn mấy cây mọi người lên hết luôn. Cái này hàng hàng này hiếm mọi người, hàng này lâu lâu mới có nè, mà được cái là nó màn đẹp luôn, không có ám ố, không có cái gì hết mọi người. Dòng này bây giờ màn đẹp 100% là hiếm lắm, đẹp 100% luôn, không có ám, không gì nhẹ gì nha mọi người, tại vì dòng này giờ nó nhẹ nhẹ cũng hiếm lắm mọi người, kiếm đâu mà có. Áp sức thì chắc không còn rồi mọi người, thì giờ mấy dòng này đâu còn áp nổi đó, nhưng mà màn thì chắc chắn là phải đẹp 100% nha mọi người, không lưu nhẹ, không ám, không gì hết ha. Màu đen, cái màu đen này khá là đẹp luôn mọi người, em tính để em xài mấy phụ luôn đây. Nhưng mà giá thì cây này thì giá em nhập là 2,5 triệu một cây mọi người, còn nhiều lắm, nhưng mà em nhập 3 cây thôi đó. Còn nhiều lắm thì cây này ngoại hình nè mọi người, giá nhập là 2,5 triệu rồi, thì em bán ra lại bán 2,8 triệu kèm sạc ốp với màn hình, cây thì là 200 mọi người. Đây tình trạng ha, là cây này đẹp không có lỗi gì hết. Gam cây này hình như là gam 4 hay gam 6 mọi người, để em coi thử. Gam 4 quá. Đây gam 4 mọi người, gam 4 64G. Pin của nó thì để em coi thử bao nhiêu ha, tại dòng này mới bán không có nắm rõ thông tin. Pin thì sẽ là 3200 mọi người, màn này hình như cũng là 5.8 inch luôn mọi người. Màn 5.8 6 chấm gì á. Nói chung khá là to, cầm khá ok mọi người. Nó FE màn cong mà giờ tầm này màn đẹp cũng rất là hiếm nha mọi người. Màu đen nữa, cái này lưng hai gò không có email ha, mà khá đẹp luôn rồi. Em cũng không biết lưng này có email không nữa chứ em thấy cái nào không có mọi người, chắc là lưng hai gò không email ha. Nhưng mà ngoại hình này đẹp ở tầm 98 luôn nha mọi người đó, ken luôn. Thì cái này giá em bán là 2,8 triệu ha, email là 6940. Rồi tới hai cây màu xanh mọi người, hai cây xanh thì cấu hình chắc cũng giống vậy thôi. Email cây này là 3509 ha, 3509 ngoại hình nè mọi người. FE mà giờ ngoại hình tầm này mà sườn đẹp nó thì hiếm, có cái bút nó hơi xước mọi người, cái này bút nó hơi xước. Hôm bữa em coi em như em còn cái bút giống vậy á, để là em kiếm có thì em đổi cho nó đẹp mọi người. Đây ngoại hình nói chung tương đối là rất là đẹp nha mọi người, gần như là 98 không mọi người. Ở thì cái này em bán cũng 2,8 triệu ha, cái này cũng vậy luôn mọi người. Cây này giờ hiếm mọi người, cỡ vậy mà màn đẹp thì chắc đi mua chắc kiếm chắc khó lắm á. Không, em nhớ hồi đợt có một bữa có anh trai kia nói em á, màn ám nhẹ anh không mua, 2 triệu 2 triệu mấy gì anh không mua, nhưng mà màn đẹp 3 triệu mấy anh cũng mua nữa. Nhiều người ta thích, ta sưu tầm mọi người, nhưng mà em bán đúng giá thôi chứ em cũng không có phải là bán thấy màn đẹp mà bán cao mọi người. Đây mấy cây này 9026 không mọi người, 9026 ha. Xem thấy kết cây màu đen này quá để lại xài luôn, quá đẹp quá mọi người. Rồi cái này em cũng bán là 2,8 triệu ha mọi người. Rồi tiếp còn cây hình như bên đây chưa quay nữa mọi người ơi. Cây này giá em bán là 2,4 triệu ha. Tình trạng là màn lưu ảnh nhẹ mọi người, nói chung lưu cũng khá là nhẹ luôn á, nhìn kỹ mới thấy ha. Đó, còn lại xài bình thường. Thì cái cây này gam sẽ là gam 4 mọi người, gam 4 64G. Pin thì sẽ là 3500, màn 6.2 inch, độ phân giải 2K cộng ha. Rồi, lưng hai gò, lưng của bán Mỹ ha. Giá em bán cây này là 2,4 triệu. Cây này dòng 8 thì chưa hỗ trợ loa kép nha mọi người, màn hình tương đối là ok ha. Rồi tiếp lên cây này, màn cận đẹp. Cây này thì gam 6 256G, S9 cộng không người. Màn cận đẹp có ám rất là nhẹ luôn, nhưng mà ở ngoài soi mới thấy mọi người, quay vô vậy chắc chắn không thấy rồi. Đó, ở ngoài thì nhìn bình thường không mọi người, nhìn không báo cũng không biết ạ. Đây, cái này có xước vân tay không mọi người, lưng hay rồi. Màn hình thì tương đối thôi, cái này em bán giá là 2,9 triệu. Màn hình nói chung cũng hơi xấu ha. 2,9 triệu nha mọi người. Rồi S9 thì hôm bữa em có quay rồi mọi người, giờ quay sơ lại thôi ha. Đây chính em có 3 màu,
Cái này thì em bán 2,8 triệu, kính sứt lông mèo mọi người, sứt nhẹ nhẹ mà sứt nhiều ha, với sườn nó hơi xấu mọi người, đây sườn hơi xấu nè đó. Thì cây này em bán là 2,8 triệu, màn đẹp, email là 7657 ha mọi người, cam 464 GB, pin 3000, màn 5.8, mình độc giải 2K cộng, đồng chính này thì có hỗ trợ lo kép rồi ha mọi người. Trong dòng này cam chụp hình quay phim rất là đẹp luôn nha, làm vlog mà mua cây này về làm máy quay phụ rất là ngon luôn mọi người. Anh chị em nào cần làm chụp hình quay phim rồi mà làm cần máy phụ quay thêm mọi người, nói chung máy này rất là đẹp ha. Hai cái này thì em bán 3 triệu ngoại hình đẹp nha mọi người. Đây màu đen với tím ha, ngoại hình nói chung tương đối ha nha mọi người, có phẩy đây nè đó. Còn cái cây này thì nó bên đây nhẹ xíu, cũng tầm cỡ 97 đi mọi người, trừ cái này ra chắc cũng được 97 á đó. Thì hai cây này giá em bán là 3 triệu ha. Còn riêng cây màu đỏ thì em bán 2,5 triệu vừa vốn thôi mọi người, lỗ bù sạc chứ không phải là vừa vốn nữa. Đây thường á màn mà giống như kiểu màn ám luôn mọi người, ám giống như như nó chính này em lấy vậy nè. Cái này người ta là giao là 34-35 nè mọi người đó, 34. Còn cái màn đẹp người ta giao 37, thì màn ám nhẹ với màn đẹp nó cách có 300.000 à. Cái này nó cũng giống như vậy không mọi người, cách cũng 300.000 à. Nhưng mà em vẫn bán đứng cái giá luôn mọi người, để à lỗ bô sạc luôn cho nó ra lẹ mọi người. Cái này thì nó có luôn cái hình mờ siêu mở đây mọi người, có cái chữ N thôi à, còn lại mà mọi người nhìn không thấy gì đâu, bình thường hết, không có thấy ám ố gì hết ha. Nhưng màn đẹp luôn, thật sự cái này em bán màn đẹp vẫn được luôn á. À, thì cái này ngoại hình nó có hơi xấu rồi. Đâu ta? Đây nó cũng cấn gốc đây. Còn lại là ok mọi người, với dân tay sức nhẹ thôi. À, màu đỏ khá là đẹp luôn. Thì cây này em bán giá là 2,5 triệu ha. Cây này nói chung mọi người xài cây này rất là ngon nè, không cần phải tới cây màn đẹp đó. Cây này nó không khác gì màn đẹp hết đó. À, thì cây này giá em cũng bán là 2,5 triệu ha. Rồi, tiếp còn 3 cây Note 8 ha mọi người. À, em quay video thường em quay cũng chi tiết cho mọi người coi rồi đó. Thì nhiều khi mọi người nhắn em á, toàn kêu quay video lại không à. Mà một ngày ví dụ giờ em mới quay video á lên á, thì anh chị coi video em ha, chứ anh chị coi video xong mà ví dụ giờ 20 anh chị nhắn qua cho em cái kêu quay em quay video lại, em quay không có sể luôn á mọi người. Nên anh chị coi giùm em trên video trên đây luôn ha. Tại em quay trên đây cũng quay chi tiết mọi người. Bây giờ em quay lại ở ngoài nó cũng y chang vậy thôi à. Đây, email này là 2102 ha. À, đặc biệt nữa, cái vụ này hoài luôn mọi người, là trả giá, đã em nói trên video á là em bán giá rất là mềm luôn rồi đó. Còn anh chị nào mà nếu mà thấy mắc nữa thì mình kiếm chỗ khác. Thật sự cái này em nói thật sự, tại vì em bán giá rất là mềm cho anh chị dễ tiếp cận luôn rồi. Mà vô cứ trả giá em không à. Có nhiều cây em thanh lý lỗ mà còn trả giá em nữa thì người thì tội cho em mọi người. Rồi, tiếp lên cây này ha. 2102 màn ám nhẹ ha mọi người. Đây màn ám nhẹ nè mọi người nhìn đó, thì cái cây này em bán giá là 2,3 triệu ha, màn hình tương đối là được nha mọi người. Cái lưng xấu ha, này hai lưng này 2,4 triệu ha mọi người đó. Email là 2102 giá 2,3 triệu. Rồi tiếp lên cây Note 8 này, cây này hết pin mọi người, để em quay video sau đi ha. Rồi tới cái này cũng hết pin luôn. Cái này thì 2,4 triệu mọi người, dạng là nó lưu ảnh nhẹ. Cái này thì em nhớ 2,4 triệu lưu ảnh nhẹ. À Note 8 thì sẽ là RAM 664 GB nha mọi người. RAM 664 GB, pin 3000, màn 6.3 inch ha, độ phân giải 2K cộng, USB pen ghi viết chưa, hỗ trợ chụp hình không mọi người. Cái này giá bán cũng 2,4 triệu ha. Rồi em cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của em ha. Mọi người xem video cho em xin một like và đăng ký kênh ha. Còn mọi người còn mua hàng thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em ha mọi người. Cảm ơn mọi người ha.